tập cho thầy bài Roman nha. Nào con thử cho thầy nào. Chọn với nha. Con muốn đánh xí hay thì con vừa sát đây này. Nhớ là son đầu là không chập, son sau là chập, đánh lại nha. Đánh chậm thôi để liền nhau ấy nha. La si, si, bốn nốt si. La son, son đầu không chập nha. Si 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 chập. La la son, son đầu không. Ta đi, cứ tập đi. Chậm cho con gái. Vội làm gì. Giữ nguyên đấy cho thầy nha. Rồi nó pha thăng một lần thôi, đánh một lần. Một lần, không chậm. Ok chưa, nốt mì buông tay ra. Một lần. Rồi một cái mì chậm cho thầy. Một cái mì chậm. Đánh nhẹ thôi. Được chưa? Nghĩa là con vừa học được thêm được mấy nốt nữa. Ok, đánh lại nha. Xí. Xí là 4 lần nha. Không, còn nốt không được. 1 2 3 4. Chậm rồi, la này. Son. Fa mi mi chậm. Đấy, học đến đây đã, con gái hiểu không? Rồi con chào các bạn đi. Chào các bạn. Ok.